dưới đây hay nhỉ, dưới gì à, nhìn nhiều cây đẹp quá anh ạ. Cây nào báo giá giao lưu à, ví dụ cây này là bao tiền anh? Cái đó 35 triệu anh ạ. 35 triệu dưới từ Bình Định đúng không? Đúng rồi, anh em Bình Định mang ra. Cái cây này là cây gì anh nhỉ? Cây me keo anh ạ. À, me keo, nó có hoa anh? Ra hoa ra quải cái me mà ta. À, cây đấy thì bao tiền anh? 85 triệu. 800. À, 800 à? À, nó cũng quý đấy chứ nhỉ. Me keo. Nhìn hay quá. Cẩm Thị, rừng Cẩm Thị. Vâng. Kiếm được cái rừng này khó đấy nhỉ. Rất đều. Đây, nó còn có quả đẹp lắm. Cái cây tác phẩm này thì bao tiền anh? 650 triệu. Như gặp một lần ở đợt trước chưa làm đá đâu không nhỉ? Chưa làm kỹ đá, đợt mang lên Sơn Tây phải không nhỉ? Đúng rồi. Nó đấy đúng không? Giờ nhìn khác đấy nhỉ? Đấy, à, đấy giờ. Chơi quả này là một cái bửng này nha, mình chở. Thế con kia giờ không chạy nữa à? Con kia anh vẫn chạy mà. Yeah. Con này của nó là ngày xưa nó chạy cái gì, nó không chở hàng mấy này. Có chở hàng đâu. Đấy, đồ này nó rất là, còn nhìn cái này nó không chở hàng ấy, cái này kéo ra kéo vào đúng không? À. Xe này đi không mà. Đấy, à. Xem xe là nhìn những cái này. Xe này bản thân gốc là của ông anh nhà này. À, thế thì yên tâm. Con này bao nhiêu đây anh Kiện? Con này là 80. Vẫn của anh à hay là của anh Tân đây? Của anh rồi. Đi là hôm nay làm đá lại đúng không? Kiện giờ hai xe rồi, có xe này với xe nữa. Em có con kiểu này, một chân bên này này, chân xuống đây này, cái tay nó bay bay ra đây này, tay bên này có tay nhỏ bay đây, cái ngón là làm đại ra đá thấy bể. Ừ. Thấy cái bể này mất 2 triệu. Trình Bình đấy. Giá vậy tự làm hay nào? Đá đây, khu chợ của triển lãm. Splendora chắc bên trong kia là cũng tươm tươm rồi đấy. Hôm nay ngoài hàng chợ ngoài này cũng khá rồi, khá có đồ, nhiều đồ rồi. Tuyên có mang cái nào đi không? À, chưa, đang ra nhận chỗ. À cũng có, cũng làm gian à? Ờ. Hay quá nhỉ. Không ấy mà. Gian ở đây. Không mất tiền thì nó. Còn đi Suzu này chất đấy. Tiểu cảnh Bắc Bộ khá to. Ừ. Con xe bán tải là thế. Nhìn con này nghe thoáng thoáng xe nhỉ. Tải là 255. Xe khách thì là 25, xe con thì không liên hạn. Sửa không đi thì không được. Mà ăn trứng gà vào đây đây. Ổi. Hôm nào cho em gửi ít cây anh Hiếu nhá. Ừ. Cho em gửi ít vào đây nhá. Xôm. Sới bên trong kia là ấm ấm chưa? Không biết. Chưa vào nó không rõ nữa. Đấy, anh em ngồi ngay lối vào đây rồi. Năm trước tổ chức là cây ở đây này. Trong khu vực này bây giờ toàn nông sản thôi. Còn năm nay cây bày ở bên bãi xe bên kia. Hôm nay anh em thương mại ra rất đông rồi. Cây này nhìn mướt đấy nhỉ. Ra đấy nhỉ. Cây này ra đấy. Con này ra đấy. Con này nhìn bê vào trong kia cho nó đẹp anh ạ. Mình trong kia là nhiều khi người ta chả dám hỏi. Cái này bao tiền đấy anh Hiếu? Vâng. 160 chuẩn giá. Ui, nhìn tít nhỉ. 160 lá như búp ngọc đẹp chưa? Con của em tính là có 20 triệu thôi. À,
30 triệu một ghế. Cái này của anh Tuyên á? Mazda của nó lành xe. Này 200 mấy? 200 mấy à? Bên đường xem cây chợ bên này sao, nhìn xa xa thấy già già. Hôm qua lượn vòng rồi không có đồ đạc gì mấy. Nay thì nhiều cây hơn. Cũng không còn thua. Nói chung với anh em thợ xào nấu hay là ấy thì chăn nuôi tạo tác thì đồ nào chả luộc được, nhưng hướng mình thì phải đúng máu, đúng tầm tư duy mà nuôi được. Nhìn thấy nó sáng cửa thì mới xúc động. Vì dù sao mình không phải là người đi chợ mà. Không phải người đi chợ. Úi giời ơi. Nguy hiểm quá. Này. Sợ quá cái ông Lexus ông sang đường. Đấy, con này nhìn từ xa cái lắm thịt đấy. Lắm thịt đấy. Nghe cũng văn vệ đấy. Tay cút cắt sớm quá nha. Tay cút cắt sớm quá. Đây. Chỗ này cắt được. Cái điểm sau này này. Vội quá. Ở đây này. Này. Vội quá. Cũng không ăn thua. Không có... không có đồ của mình đây rồi, không có đồ của mình đây rồi. Đang bên gian hàng Tùng La Hán. Úi giời. Lung linh nhỉ. Đẹp chưa? Đài Loan à? Đẹp đấy nhỉ. Giờ có những cái chậu kiểu này trồng cũng rất là sang cây. Đẹp chưa? Thần pháp. Mịn mà. Gần như là tháo dây toàn bộ rồi. Các điểm xuyết nắn một vài độ chỗ thôi. Đấy. Sạch mịn đến tận đầu dăm rồi. Thì nó nhiều tiền lắm. Rất đẹp. Cây này kim cương đây. Lá nó rụt. Ngắn, gọn. Bông viết nó đẹp. Tuyệt vời. Đây lại một cái cây quen thuộc. Không biết nó là cây gì rồi, nhưng mà nó ở Hà Nội cũng tương đối lâu rồi. Khả năng cây này là có hoa đấy, họ nhà đậu đỗ gì đấy. Đây có một số cây dúi và sam hương. Sam hương này mà có chút chân nữa thì có giá lắm, chẳng thích chân đâu. Bông tán thì mịn tít ra rồi. Mưa không ướt gốc. Dưới đây hay nhỉ. Dưới gì? Vâng, nhìn nhiều cây đẹp quá anh ạ. Cái này báo giá giao lưu à, ví dụ cây này là bao tiền anh? Cái đó 35 triệu anh ạ. 35 triệu. Dưới từ Bình Định đúng không ạ? Đúng rồi, anh em Bình Định mang ra à. Nhiều anh em Hà Nội chưa biết ở đây mà anh em Bình Định đã có mặt ở đây rồi. Vâng. Đấy, cái hòn đá này chắc là khai thác này nó thế đấy đúng không? Vâng. Hay quá. Đây số điện thoại. Cái đó nó là cây quái. Phù Cát Bình Định, cạnh sân bay đây. Cạnh sân bay Phù Cát này. Đẹp quá. Và đẹp quá. Cây sam hương thì bao nhiêu anh? 9 triệu anh ạ.
9 triệu. Cái cây này là cây gì anh nhỉ? Cây me keo anh ạ. À, me keo, nó có hoa ấy. Ra hoa ra quả, cái me mà. À. Cây đấy thì bao tiền anh? 85 triệu. 800. À 800 à? À, nó cũng quý đấy chứ nhỉ. Me keo. Nhìn hay quá. Cẩm Thị, rừng Cẩm Thị. Vâng. Kiếm được cái rừng này khó đấy nhỉ. Rất đều. Đây, nó còn có quả đẹp lắm. Cái cây tác phẩm này thì bao nhiêu tiền anh? 650 triệu. À. Số của nhà mình ở cái biển này đúng không anh? À, số điện thoại mình là 0935 0935 22833. 0935022833. Đây. Hay quá. Cái bể của nó cũng đẹp nhỉ. Bể này mình làm 40 triệu riêng cái bể này. Cây me keo. Rất quen thuộc ở F1 rồi, bây giờ lại ra đây. Bên Long Biên cũng có. Anh à. Hôm qua ra mới có vấy cây mà hôm nay đã kín đáo rồi. Và anh em lại vất vả rồi anh ạ. À thế à. Và... giờ này quy mô ấm cúng ấy nhỉ. Nhỏ nhỏ này. Hay quá. Vâng. Có mang cây nào đi không anh? Không anh không mang. Yeah. Hay quá. Dạ. Nó nhỏ nhỏ, mình anh em đi chợ thì chỗ nào có hội vui là đến thôi, nhưng mà mình thì đây có cái cây xanh nhỏ, xanh lá liễu. Đồng này khó làm ha, nhưng mà cái nó độc đáo. Lá xanh. lá này, như cái dao luôn. Đó, chợ búa, hàng hóa. Rồi, xong lại phải đi vào sâu bên trong một cái. Xem Minh Tình hôm nay thế nào. Hôm nay sôi động lắm rồi, có hình hài của cuộc trưng bày rồi, cóc, tác phẩm cóc. Đấy, cây vẫn tiếp tục được chuyển đến. Có lẽ là mình ấn tượng nhiều ở cái sự ấm cúng, không gian để co hơn, chứ nhiều những cái tác phẩm nó cũng không thực sự là nổi bật. Mà ví dụ những cái tác phẩm ở ngoài, bên ngoài bày bán này nhiều khi nó còn xuất sắc, rất xuất sắc, nhưng mà người ta mục đích là thương mại thôi chứ không có nhu cầu vào trưng bày. Ôi, cóc chín rồi, chín vàng, nhìn ngon chưa. 6 quả. Chắc từ phương Nam, Bình Định. Rất nhiều cây. Đây đấy nhỉ. Cây này có nét đấy, cây này, nhưng cây này để hơi thấp, hơi khó nhìn. À, độc đáo đấy, nó có cái tay rơi này. À, khá hay. Được chưa? Được rồi. Ra cái điểm cháy này là một cái điểm hay. Cần một chút gì đó ở đây nhỉ. Đấy, dọc cái thớ này này đang khá là trơn. Đó. Ui. Xì.
kiểu như là tổ tổ rắn đấy nhỉ. Vâng vâng. Hay quá. Đấy, anh em vẫn tiếp tục lên hàng lên đồ. Con béo này, nhưng con béo này sau lại quá hay này. Cây gì đây đang có quả đây. Anh em biết cây gì không? Mình tưởng cây ngâu nhưng mà không phải ngâu. Lá to lắm. Không biết tên cây này luôn. Đây, quả này, các vị xem có đoán được cây gì không? Tôi thì nhìn rất là quen nhưng mà tôi không nhớ được tên nó là cái gì. Nhớ được là cái gì rồi. Quả rất đẹp. Nhìn nó hao hao cái cây ngâu. Đó, quý vị. Cũng nhiều cái để đáng lưu tâm đấy.